Hôm nay Khương Quốc Anh hướng dẫn các bạn cách ghim bài viết của các bạn lên đầu trang Facebook cá nhân của tất cả các bạn nhé. Bản ngắn full live streaming. Bước 1 đầu tiên các bạn mở trình duyệt Google Chrome lên, sau đó các bạn truy cập vào Facebook. Bước 2, các bạn vào Facebook trang cá nhân của các bạn, sau đó các bạn tìm bài viết cần ghim. Ví dụ, Khương Quốc Anh tìm bài viết tuyến biến hình đi, thì các bạn nhấn vào 3 dấu chấm. Rồi chọn vào ghim bài viết. Facebook nó báo đã ghim bài viết của bạn. Rồi các bạn tải lại trang web. Tiếp theo các bạn kéo xuống. Các bạn nhìn thấy bài viết đã ghim. Vậy là xong rồi. Khương Quốc Anh Studio chúc các bạn thành công. Khương Quốc Anh Studio xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.